Sau hơn 4 năm thi công với sự ủng hộ của Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đặc biệt là chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong, công trình thủy điện Hùa Na đã chính thức hòa lưới điện quốc gia trong năm 2013. Chưa đầy một năm vận hành, song thủy điện Hùa Na đã đạt được những kết quả khả quan, tạo tiền đề phát triển của công trình nói riêng, công ty cổ phần thủy điện Hùa Na nói chung trong những năm tiếp theo. Với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng, thủy điện Hùa Na là dự án thủy điện quy mô lớn đầu tiên do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Nhà máy bao gồm hai tổ máy với tổng công suất lắp máy là 180 MW, được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư xây dựng tại xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An. Dự án hoàn thành hòa vào lưới điện quốc gia với lượng điện bình quân 717 triệu kWh một năm. 4 năm để thi công và hoàn thành một công trình thế kỷ ở một địa bàn vô cùng khó khăn về địa hình và khí hậu đã thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ công nhân viên công ty cổ phần thủy điện Hùa Na, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đặc biệt là sự góp sức đồng lòng của chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong. Chúng tôi nhận thức được rằng thành quả ban đầu đấy cũng để chúng ta phấn đấu tốt trong những năm phát điện tiếp theo dự án để đảm bảo được các mục tiêu là vừa chống lũ, cắt lũ, chống hạn, vừa đảm bảo là an ninh năng lượng. Đồng thời phấn đấu là năm 2014 này đạt được công suất tối đa, sản lượng điện tối đa là khoảng 717 triệu kWh, doanh thu đưa về khoảng 680 tỷ và thực hiện ngân sách nhà nước năm 2014 phải trên 100 tỷ theo đúng quy định để đảm bảo cho nguồn thu của tỉnh, góp phần để phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An. Nhà máy thủy điện Hùa Na hoàn thành đi vào vận hành không chỉ cung cấp khối lượng lớn điện năng cho quốc gia mà còn đảm bảo quốc phòng an ninh, tạo nhiều việc làm, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện bố trí lại dân cư, ổn định đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho vùng miền núi cao huyện Quế Phong nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Đặc biệt, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, thay đổi cơ cấu sản xuất và sinh hoạt của người dân vùng lòng hồ. Hiện nay, gần 1.350 hộ dân vùng lòng hồ đã ổn định cuộc sống ở 14 khu tái định cư. Việc thực hiện di rời dân vùng lòng hồ đúng kế hoạch, đảm bảo việc tích nước đúng tiến độ là một trong những thành công lớn nhất của công trình thủy điện Hùa Na. Chúng tôi đánh giá được hai cái xã mà có thể nói là nếu như mà chưa được hiện nay các cái hạ tầng để đạt cái tiêu chuẩn về nông thôn mới thì hai xã này hầu như là đã đạt về các cái tiêu chí về đầu tư cơ sở hạ tầng. Thứ hai nữa là cái ổn định dân cư cũng được quy hoạch một cách là nó rõ ràng hơn và nó nhóm hơn và đẹp hơn. Thứ ba nữa là sau này thì chắc chắn trong cái mở mang thêm một số cái ngành nghề, đặc biệt là trong cái nuôi trồng thủy sản ở vùng lòng hồ. Với công suất 180 MW, thủy điện Hùa Na chiếm gần 40% tổng công suất hệ thống điện của tỉnh Nghệ An hiện nay, góp phần quan trọng vào việc đáp ứng nhu cầu điện năng trong những năm sắp tới. Hồ chứa thủy điện Hùa Na được đưa vào sử dụng đã cải thiện việc cấp nước tưới cho các huyện miền Tây hai tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và điều tiết lũ hạ du, giảm tải cho việc xả lũ hồ thủy điện Cửa Đạt. Mặc dù mới hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 1 vào tháng 2 và tổ máy số 2 vào tháng 9 năm 2013, nhưng năm 2013, nhà máy đã nộp ngân sách cho tỉnh Nghệ An gần 80 tỷ đồng. Có thể nói là cái kết quả hoàn thành dự án đưa vào sử dụng cùng với các dự án thủy điện khác đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho quốc gia, rồi góp phần giải quyết việc làm và tăng nguồn thu cho ngân sách trên địa bàn. Hiện nay là Ban Quản lý Dự án Thủy điện đang phối hợp với Hội đồng Đền bù Giải phóng Mặt bằng và huyện Quế Phong đang tập trung thực hiện cái việc bàn giao đất để đất sản xuất để cho người dân có điều kiện sau khi công trình hoàn thành rồi thì người ta có thể đảm bảo có cái cuộc sống được trên cái địa điểm mới của người dân, rồi quan tâm đầu tư hoàn thiện tiếp tục các cái công trình hạ tầng trên địa bàn. Có thể nói, dự án thủy điện Hùa Na được xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã mang lại nhiều ý nghĩa chiến lược, góp phần tăng sản lượng điện quốc gia, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, tạo việc làm, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện bố trí lại dân cư, ổn định đời sống, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới cho vùng miền núi cao huyện Quế Phong nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Những kết quả khả quan trong năm đầu tiên hòa lưới điện quốc gia là tín hiệu tốt đẹp để công ty cổ phần thủy điện Hùa Na tiếp tục vươn xa hơn.